mang 43 tuổi, nhập viện vì cái chảy dịch vàng thường xuyên ở cái vùng hậu môn. Cái đây khoảng mấy năm? Năm rồi. Ba năm trước cũng bị lời. Ba năm trước bệnh nhân cũng có nhọt ở hậu môn, sau đó cái nhọt nó dở mũ. Bác sĩ lúc đó có đề nghị mổ không? Phải ra bác sĩ làm như thế là đúng tốt. Rồi, dùng kháng sinh thì sau đó 3 năm nay nó không có tái lại. Không có triệu chứng gì hết. Bây giờ cũng có chỗ đấy nó lại sưng lên. Nha, giờ nó rỉ dịch vàng ra. Ngay đây là khám thấy thì sao, bệnh nhân này còn trạng rất tốt, hơi mập chút xíu. Các bạn thấy bệnh nhân này thuộc cái tiếp là tăng tiết bã nhờn. Đúng chưa? Thấy không? Thấy mặt không? Mặt hơi bóng, có mụn. Nha, thuộc cái tiếp hơi tăng tiết bã nhờn. Những cái quận mong không biết là cũng tăng tiết bã nhờn nhiều. Thì những trường hợp như thế nó có dò hậu môn thì chúng ta chắc chắn 95% là dò do viêm tuyến nhầy, từ tuyến nhầy hậu môn mà ra. Thì 95% đấy, nếu chắc chắn là dò do từ tuyến nhầy hậu môn mà ra, ta mổ thì kết quả rất là tốt nha. Còn nếu dò do những nguyên nhân khác, lao hay là bú gì đấy, hay viêm mãn gì đấy, thì nó sẽ không hết dò, mổ xong nó càng tài quậy ra nữa. Cho nên bệnh nhân này thứ nhất là tôi nghĩ là cơ địa là tăng tiết bã nhờn, thứ hai nữa một cái lỗ dò tôi nghĩ là từ tuyến nhầy của viêm ống tuyến nhầy của hậu môn, thứ ba nó dò đơn giản, cái lỗ ngoài nó cách cái đường hậu môn có 1 cm, cái đường dò chúng ta sờ được luôn dưới da luôn, chứng tỏ là dò đơn giản. Đúng chưa? Làm sao biết là đơn giản hay phức tạp? Cái lỗ dò ngoài mà nó càng xa cái đường hậu môn thì càng phức tạp nha. Càng nhiều lỗ dò ngoài thì càng phức tạp, mà cái đường dò nó không sờ được thì càng phức tạp. Nhớ chưa? Nhớ ba khi khám lâm sàng có ba cái tiêu chuẩn để ta nhận định cái lỗ dò, một cái đường dò đơn giản hay phức tạp. Đơn giản là sao? Càng nhiều lỗ dò trong nhìn vào trong cái đó có chừng họ thấy cái cổ được không? Đơn giản là gì là chỉ có một lỗ trong và một lỗ ngoài, ở cái đường dò đó đi dưới cơ thắt hoặc là gian cơ thắt, dưới cơ thắt hoặc gian cơ thắt. Còn phức tạp là gì? Phức tạp là một lỗ trong mà nó thấy nhiều lỗ ngoài, hai lỗ ngoài tới đi. Có khi nào là hai lỗ trong mà một lỗ ngoài không? Không, tại bây giờ lỗ trong là xuất phát điểm, lỗ ngoài là cái hậu quả, cho nên là chỉ có một lỗ trong mà nhiều lỗ ngoài, chứ không thể nào có nhiều lỗ trong một lỗ ngoài ha. Rồi, đơn giản là một lỗ trong một lỗ ngoài, đường dò dưới cơ thắt, gian cơ thắt. Còn nếu đường dò ngang qua cơ thắt, đường dò trên cơ thắt, đường dò ngoài cơ thắt thì đó là phức tạp nha. Đường dò nó đi vòng, nó không đi đổ trực tiếp ở hậu môn mà nó đi vòng qua phía bên kia, đường dò móng ngựa là phức tạp. Thế cho nên bệnh nhân này tôi xác định luôn nha là dò do bệnh lý của ống tuyến nhầy hậu môn, thứ hai nó dò đơn giản. Cho nên tôi nói với bệnh nhân là sao, nếu mổ nha thì 90% là lành. Không bao giờ một cái dò hậu môn mà ông ta khác hứa với bệnh nhân là mổ lành 100% hết, các cái ruột thừa thì khác nha. Còn dò là không bao giờ hứa bệnh nhân là lành 100%, tốt nhất cũng là 90% nha, mổ 90% là lành. Thì qua trường hợp này là gì nữa, là một cái áp xe ở cái một cái áp xe của tuyến nhầy do viêm tuyến nhầy hậu môn có thể được điều trị nội khoa nha, và 50% nó sẽ lành luôn, không có chuyển thành cái đường dò. Bởi chứng là lần trước bệnh nhân cũng bị sau đó nó lành nha, để nội soi bắt buộc phải nội soi trực tràng để loại trừ những cái bệnh lý gì trong trực tràng, chúng ta sẽ mổ được bệnh nhân. Coi như cái nội soi trực tràng là một cái chẩn đoán thường quy tiền phẫu đối với những trường hợp dò hậu môn nha, và ít quang phổi luôn, cả ít quang phổi để xem bệnh nhân có bị cái tổn thương của lao hay không nha. Rồi, có gì thắc mắc không? Nội soi mình có thể thấy được cái lỗ dò bên trong luôn hay không? Nội soi không phải nhận định cái lỗ dò hay đường dò, mà nội soi để tìm cái sang thương ở trong trực tràng và ống hậu môn. Những sang thương đó là nó làm cái dò, không phải là do viêm ống tuyến nhầy, viêm loét mãn tính của ống hậu môn hoặc trực tràng, ca lao u khác, những u gì đấy
không phải là ca mà u lành tính mà cũng viêm mãn vân vân, nha, cũng có thể làm giòn. Hai cái trường hợp mà có một lỗ dò trong mà có ngoài có nhiều lỗ dò thì cái đó, nó xin lỗi các bạn đi theo u lành tính thì chắc không gây dò đâu. Một là ca, thứ hai nữa là những cái viêm mãn tính trong đó có lâu. Yeah, ở nước ngoài thì có rôn đấy. Yeah, hai cái đấy là những cái bệnh lý cái dò hậu môn trực tràng. Yeah, ngoài cái viêm ống tuyến hậu môn đó. Bệnh viêm nhiễm đường tiêu hóa là cũng như vậy. Rồi, tao tắt đi. Cái dò hậu môn mà việc chữa trị bằng can thiệp ngoại khoa thì thường nó rất là phức tạp và tốn kém. Đối với những cái đường dò đơn giản ấy, cái việc dùng ngoại khoa thì nó cũng dễ, nhưng đối với những cái đường dò phức tạp ấy thì cái việc khám và tìm ra cái vị trí lỗ dò là một cái việc rất là phức tạp. Và hai nữa là cái việc mổ rồi cái việc điều trị sau mổ cũng rất là phức tạp và tốn kém. Vì vậy cho nên là chúng tôi khuyên các bác là trước khi mổ thì hãy nên sử dụng cái thảo dược. Và nếu mà các bác có duyên với thảo mộc HHT thì các bác có thể lựa chọn một liệu trình của thảo mộc HHT mà chúng tôi đang cầm đây. Cái liệu trình này thì nó có tác dụng rất tốt đối với cái việc mà dò cái hậu môn nha. Kể cả bệnh trĩ, bệnh polyp, rồi bệnh Crohn hoặc là bệnh viêm đại tràng, nó đều có tác dụng rất mạnh nha. Thì các bác chỉ cần sử dụng một liệu trình trên tay tôi đang cầm đây mà thấy đỡ thì các bác dùng cho đến khỏi nhé, không cần phải đi đến viện để rồi các cái xét nghiệm rất là tốn kém. Với cái thảo dược này thì các bác chỉ cần sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần 2 hoặc 3 thìa tùy theo cái cơ địa của các bác. Khi sử dụng hết một liệu trình trên tay đang cầm đây thì các bác thấy đỡ thì các bác dùng tiếp. Thông thường ấy, thì nó không đỡ nhiều thì đỡ ít các bác nhé. Các bác hãy tin tưởng là thảo mộc HHT là như vậy. Các bác chỉ cần sử dụng một liệu trình thôi, thấy đỡ thì các bác dùng tiếp, đỡ phải dùng đến các cái biện pháp phẫu thuật rồi điều trị sau phẫu thuật rất là phức tạp. Bác và các bạn mà lấy thảo mộc này thì vui lòng liên hệ với thảo mộc HHT. Bác cứ lên mạng gõ chữ thảo mộc HHT thì sẽ ra được cái số điện thoại hoặc Zalo hoặc cái địa chỉ. Cảm ơn các bác, các bạn đã xem video của tôi nhé.